Xin chào các bạn nha. Đây là cái ổ ong mình nuôi được 1 tháng rồi các bạn. Ổ mật mình đem ở ngoài tự nhiên về mình nuôi. Và sau vài lần thất bại thì mình đã thành công nha các bạn. Cái miếng trắng trắng này nè là cái miếng để trắng chúa. Và sau vài lần thất bại thì mình thấy cái miếng này nó có ý nghĩa gì hết trơn nha các bạn. Bởi vì người ta nói cái gì mình cũng phải thực nghiệm mình mới biết được, chứ mình không thể nào mà nghe người ta chỉ cái kinh nghiệm của người ta mà mình áp dụng vô được. Tại vì cái kinh nghiệm của người ta nó chỉ phù hợp với người ta thôi, chỉ phù hợp với điều kiện của người ta, chứ nó không phù hợp với điều kiện của chúng mình, của chúng ta, của riêng chúng ta. Cho nên là cái kinh nghiệm chỉ là mang tính chất tham khảo, mình về mình phải trải nghiệm từ cái kinh nghiệm của người ta, mình sửa lại thành cái kinh nghiệm của mình. Đây thì cái kinh nghiệm của mình là mình thấy là cái miếng này nó không có ý nghĩa gì hết trơn. Tại vì khi mà đàn ông mới đem về nó nghèo đói á, nó không có gì ăn á, con chúa nó ốm nhách ốm tanh, nó ốm như con thợ vậy á. Cái chỗ nào mà ông thợ chui lọt là ông chúa chui lọt, mình bị dẫn đi mấy đàn về lý do đó rồi, là tại vì nó không có nghèo nghèo đói, nó không có gian các bạn. Chúng ta không thể nào giam cầm được một bầy ong được, chúng ta phải mở cửa ra cho nó đi ăn. Mà khi mà con thợ bay đi ăn, bay đi kiếm phấn á, thì con chúa nó cũng đi theo luôn, con chúa nó dẫn quân đi luôn đó. Cho nên là sau khi vài lần thất bại mình rút kinh nghiệm, mình dùng lời đường mật mình dụ dỗ nó, rốt cuộc nó đã chịu ở rồi nghe các bạn. Bây giờ để mình coi cái sau 1 tháng thì nó làm được cái gì ở bên trong nha các bạn. Đây nè, bên trong nha, để bây giờ mình mở ra nhẹ nhẹ từ từ thôi. Tại vì cái giống ông giống nội, ông mật giống nội nè. Nó không có phải là như ông giống ngoại, ông mà người ta nuôi lấy mật nha các bạn. Ông giống ngoại người ta nuôi lấy mật á, ông giống ông đó nó không có đi, đuổi nó cũng không đi nữa. Còn cái giống này nè, các bạn đồng đồng mạnh là nó đi, đụng chạm là thấy không an toàn nó đi đó các bạn. Cái thùng này thì mình tự mình đóng nha, cho nên nhìn nó hơi lạ lạ. Cái miếng này thì cái kèo này mình mới để vô, để mình ít bữa mình mượn kèo nó. Kèo chính thức của nó là 1, 2, 3, 4. Cái kèo này mình mới bỏ vô 10 ngày nha các bạn, 10 ngày thôi. Lẽ ra là 5 kèo đó, nhưng mà bữa giờ hồi trước có kèo to cái này rồi mình mượn, mình để qua cái ổ đàn khác, cho nên là bây giờ là nó phải đóng lại cái kèo mới nè. Kèo này thì coi như không không tính ha, cũng to bằng cái dĩa rồi các bạn. Còn cái kèo chính thức của nó nè đó. Đó các bạn thấy ong nó nhiều đến mức mà nó tràn xuống dưới đáy thùng luôn rồi. Kèo nó to lắm, nó bích từ đầu này qua đầu kia luôn rồi, nhưng mà nó không có mật các bạn. Cho đàn ông mới á, bây giờ nó đang trong quá trình kiến thiết là quân số, nên là nó ưu tiên nó nhiều quân số. Mình thấy toàn là ông non không à, ông non không à. Ông non nhiều lắm, mật thì ít. Chắc có lẽ bên trong đây nè là mật sẽ nhiều nè, kèo trong nè. Nhiệt độ cũng đàn ông cao ghê các bạn, để tay mà cảm thấy nóng đó. Vậy nha các bạn, đàn ông nuôi ong thật ra cũng dễ, và con ong mật nó rất là hiền, nó rất là hòa nhã. Mình không làm gì nó sẽ không làm gì mình nha các bạn. Con thấy mình làm nhẹ nhàng vậy đó, nó cũng có làm gì mình đâu. Rồi bây giờ đóng lại cho nó, quẹo quẹo hoài nó bay hết. Vậy nha các bạn.